Và bác có coi cái Nửa Vòng Trái Đất TV không? À, cái bác coi được mấy mấy cuốn này. À, tôi mới coi vừa rồi Cái tôi cuốn mới mới nhất coi là bà Phùng bác Thị Châu đó. bà Phùng Thị Châu đó, vâng Yeah. có. Đấy, thì còn mấy cái cuốn trước đó là thì đa số nói về cái vụ ông Bùi Bùi Phát Bùi. Và qua cái vụ đó, đó thì mình biết rằng á là cái lời bác Cường nói rất đúng, là buôn hận thù để bán hàng giả. Cả hai ông Phan Kỳ Nhân và ông Bùi Thế Phát đều nói láo hết trong cái vụ, mà những cái hình ảnh mà nhân chứng mà đưa cho anh Derek Phan á, chúng tôi đã chụp những cái hình cho đưa lên để cho mọi người nhìn thấy. Vợ Du Miên cười toe toét trong khi ông đại sứ Phạm Quang Vinh tới cầm một ly rượu tới bàn chào mọi người. Sáu người, hai vợ chồng Du Miên là hai người nhá, cô Ngọc Ân mới lại người mang máy của đài Hồn Việt là bốn người nhá. Thế rồi ông Bùi Thế Phát và ông Nguyễn Long là người của Viện Đảo Việt Tân đấy. Thứ nhất là ông Bùi Thế Phát nói rằng á là chúng tôi vào đột nhập vào, không có một cái bữa tiệc nào mà nó ngày cho anh đi vào mà anh không có ấy. Ngay từ khi mà cái bên cộng sản họ tổ chức hay cho bác, hầu hết những cái buổi tiệc nó đều trên lầu ấy, nó lấy cái nhà hàng ở trên lầu. Thành ra trước khi anh lên á, David Dương tổ chức ở trên San Jose cũng vậy, anh phải có một cái ở bên dưới nhà, nó tổ chức trên lầu, ở dưới nó có security guard, security nó hỏi anh đứa trước anh có thiệp mời không, có thiệp mời anh đưa ra rồi anh đi lên. Anh đi lên thế xong rồi cái đó có một cái bàn tiếp tân, trong cái bàn tiếp tân nó có danh sách hết, thì anh không thể nào anh nói anh đột nhập vào được. Thì cái nhân chứng họ kể lại cho hết, và trong cái video của Derek Phan chiếu hết, quay hết. Nhưng mà có một cái rất Bùi Thế Phát nói rằng á, chúng tôi không được quay phim, không được chụp hình, kể cả phố Buôn Ta TV có mặt cũng không được quay phim. Nhưng mà trong cái video thì rõ ràng Bùi Thế Phát đang cầm cái điện thoại để nói chuyện. Đấy. Thì như vậy anh không được xài phone thì tại sao anh cầm, và bên bàn bên kế bên cạnh nhá thì đang cầm máy quay quay những bài chụp. Đấy. Đấy, tại một cái hai người cầm hai cái máy. Đấy. Thì như vậy là Bùi Thế Phát nói láo. Ông Phan Kỳ Nhơn cách đây 2 năm đó thì năm 2015 ông bênh ông Bùi Thế Phát, thì ông nói rằng á là ông ra lệnh Bùi Thế Phát vào. Thế mới đây đó thì ông Bùi Thế Phát hủy bỏ cái cuộc bầu cử cộng đồng, thì ông Nhân tức quá, mày mày chơi bố mày hả, thì tuyên bố tôi chưa hề ra lệnh cho Bùi Thế Phát xâm nhập. Đó. Thế là bây giờ đã Bùi Thế Phát không biết biết điều hay không, không biết điều chúng tôi không dám nói, tại vì chúng tôi không nhìn thấy không dám nói. Đó. Phong bì hay không cũng không biết luôn, bao nhiêu tiền cũng không biết luôn. Thì ông Bùi ông Phan Kỳ Nhơn lại nói rằng đúng có chỉ thị của ông. Ông Bùi Thế Phát ông nói rằng á ông bị để quên cái cà vạt ở trong xe đỏ hoàng xe buýt, thành ra ông phải tháo ra. Nhưng mà Ngô Kỷ đưa ra một cái điều rất đúng, trước đó đó thì Bùi Thế Phát đeo cà vạt thì chắc là an ninh nó bắt tháo ra trước khi cho anh lên, thành anh phải cởi cà vạt anh để ngoài đó cho anh mới lên. Đấy, đó là cái nói láo thứ hai. Nói láo thứ ba nữa là trong cái bàn đó đó sáu người ngồi chung với nhau, ông Phạm Quang Vinh tới chào có chào, nhưng mà không thấy một cái phần nào video nói rằng ông Phạm Quang Vinh mời ông Bùi Thế Phát lên, mà có thể rằng là lúc ông Phạm Quang Vinh tới đó, đó thì mới biết giới thiệu đây là chủ tịch cộng đồng Việt Nam, thì ông Phạm Quang Vinh lên mới nói ông Nguyễn Hoài Nam. Nguyễn Hoài Nam mới xuống mời ông Bùi Thế Phát lên trên đó ngồi, chứ không phải là ông Phạm Quang Vinh mời ông ấy. Anh đột nhập vào chỗ chỗ người ta làm sao người ta mời anh lên được, anh lên bàn VIP
thì Du Miên không 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 bảo không cho lên, thì không có video nào chứng minh cái điều đó có hay không, thành Du Miên chối không có. Thế nhưng mà ông Bùi Thế Phát lên trên đó, thì tại vì ông Bùi Thế Phát không trả lời điện thoại ông Du Miên, thành mới bà Mai tức là vợ của Du Miên mới gọi điện thoại cho Bùi Thế Phát. Bùi Thế Phát cầm điện thoại lên trả lời thì bảo trở về bàn ngồi, nhưng mà Bùi Thế Phát không trở về bàn mà ngồi. Cái điều thứ năm nữa đó là ông Phan Kỳ Nhơn, hôm qua tôi nói chuyện với Ngô Kỷ, ông Ngô Kỷ phải đi thưa ông Phan Kỳ Nhơn về một cái tội rất là nặng, tội nói rằng Ngô Kỷ sửa Photoshop để hình Việt Cộng vào trong cái bàn. Thì trong cái video của Derek Phan quay của một người thực khách, họ quay họ đưa cho Derek Phan, rõ ràng có cờ đỏ sao vàng và cờ Mỹ để ngay trên bàn Bùi Thế Phát. Như vậy ông Phan Kỳ Nhơn là cũng lại nói láo nữa. Khánh Ly, nửa vòng trái đất mới lại KBG hải ngoại nói chuyện mỗi một ngày. Tôi đang nói chuyện lại cái nửa vòng trái đất mà. Nếu mà Khánh Ly không muốn cho nói thì thôi chúng tôi ngưng vậy, chấm dứt chương trình tại nơi đấy. Chúng tôi đang phân tích nhé. Ok. Còn cái chuyện của nửa vòng trái đất là chuyện của nửa vòng trái đất, không phải là độc quyền nửa vòng trái đất TV mới có quyền nói mà chúng tôi không có quyền nói. Đấy. Thì cái vấn đề á, ông Ngô Kỷ, tôi nói Ngô Kỷ là hôm qua tôi nói rằng anh phải thưa ông Phan Kỳ Nhơn về cái tội vu khống Ngô Kỷ sửa làm Photoshop để cái cờ vàng ba chọc đỏ lên. Lý do tại vì cái cộng đồng này rất là nhạy cảm. Ngô Kỷ sửa để đưa cái lá cờ vàng ba chọc đỏ có nghĩa rằng là Ngô Kỷ là Việt gian này, anh là Việt Cộng rồi, anh yêu cái lá cờ này mới bỏ vào trong cái bàn tiệc của ông Bùi Thế Pháp. Ngô Kỷ bảo ồ cảm ơn ông Hùng nói cái này cũng hay đấy. Tôi bảo hay nhưng mà có dám làm hay không, dám thưa hay không. Đấy. Tôi nói Ngô Kỷ bây giờ anh 65 tuổi, anh đi thưa bất kỳ ai, ok, giống như tôi này đây đi thưa thay thưa bà Rám Phan Kỳ Nhơn, trong lúc mình thưa mình làm luôn một cái court waiver fee for senior citizen, anh không phải đóng 800 đồng tiền tòa mở một cái đơn kiện. Người bình thường thì 800 đồng, nhưng mà Ngô Kỷ 65 tuổi trở lên, nếu mà thưa về hình sự thì anh có quyền xin được thêm một cái luật sư miễn phí luôn. Đấy. Còn nếu mà anh thưa về defamation hay là cái này, cái tức là về thưa về nhục mạ nào ghét thì không có. Nhưng mà anh thưa về hình sự, anh thưa ông Phan Kỳ Nhơn về hình sự, anh được cái được một luật sư ra cãi cho anh miễn phí luôn. Đấy. Còn bà Thanh Hiền, Trần Thanh Hiền có quyền thưa ông Phan Kỳ Nhơn về cái tội về chó cắn xe. Tức là 25.000, tôi đã đưa hết tất cả tài liệu cho Derek Phan, tức là của nửa vòng trái đất, gửi cho Ngô Kỷ, gửi cho bên bà Thanh Hiền, gửi cho tất cả các báo chí luôn nữa. Ông Du Miên không có giấy phép hoạt động, đền Trần Hưng Đạo không có giấy phép hoạt động, và cái người đứng đơn xin để xây cái này là công ty MGA, người ta đứng xây và tốn phí chỉ có 4.000 đồng. Và bây giờ Đài Liên cho Sài Gòn sẽ phải trả lời 160.000 nó đi đâu, ai giữ. Ông Du Miên sẽ phải trả lời VNA thu được bao nhiêu tiền và tại sao lại có cái bà Hành Huyền thứ ông 25.000 biển thủ, có nghĩa rằng ông được 25.000 mà ông không đưa lại cho ông Phan Kỳ Nhơn, hay là ông được như bác Cường nói 50.000 thì ông giữ lại 25.000, còn 25.000 đưa cho ông Phan Kỳ Nhơn để chia cho các ông khác. Thế rồi cái ông thủ quỹ là ông Hứa Trung Lập thì tuyên bố rằng là tôi chỉ đưa cho sở thuế, không cần phải đưa cho sở thuế. Tôi cũng có quyền lấy, chứ tôi đâu cần phải sở thuế mà tôi lấy đâu. Hứa Trung Lập không đưa thì tôi lấy, tôi đưa cho mọi người thế thôi. Vâng, cảm ơn bác Cường. Mình đã gần 3 tiếng rồi, mời bác gửi lời chào khán giả các bạn trẻ ngoài. Dạ, vâng,
một lần thì lời chót là thưa cái cộng tác với nhau đó thì tôi thích một cái câu của cái người Mỹ tức là tôi gãi lưng anh gãi lưng tôi, tức là chúng ta có cái chuyện bức xúc thì chúng ta gặp nhau và chúng ta nói chuyện còn thì là và mỗi người thì họ cũng đều có những các cái hidden agenda. Dạ vâng. Ông Song Phạm đến với anh là thế này, ông Võ Đông Cung đến với anh là thế này, và tất cả bác này bác kia đến với anh, tôi đến với anh là thế này, tất cả những các cái đó mọi người nó có cái lịch trình riêng, lịch trình giấu. Vâng. Cái đó là cái đường lối ấy, còn chúng mình gặp nhân. Nhau, mỗi người gặp nhau thì đấy là cái vấn đề mà tôi gãi lưng anh gãi lưng tôi. Thành ra đó cũng giống như anh nói đó, là mỗi người là một ông vua ở trong cái KBC hải ngoại. Yeah. Không có ông nào mà đẻ ông nào hết. Không ông nào làm thái thượng hoàng hết. Vâng, là vua hết. Đều là vua. Vâng. Vâng, nhân tiện bác Cường nói đây thì cũng có một cái chuyện này thì không nói tên ra, nhưng mà tôi nói thì chắc bác hiểu. Có người đã từng không thích bác Cường ngồi trên này, nhất là cái vụ Formosa. Họ đã khuyên tôi là tại sao lại anh cứ để cho ông Cường cũng nói về cái vấn đề Formosa. Thế hỏi rằng trong cái truyền thông nó phải có mặt phải và mặt trái, nó phải có cái dấu cộng và phải có dấu trừ. Và đối với tôi đó, bất cứ ngay cả những người kẻ thù hoặc là người mình không thích, mình vẫn là cái người để cho mình học. Ông Ngô Kỷ, bác nhớ tôi đã từng nói Ngô Kỷ nó có nhiều cái cá tính mà mình có thể mình học được ở Ngô Kỷ. Cũng giống như là Võ Cung, Vũ Công Lý hay bất cứ ai. Thì cũng như là ngay cả Vũ Hoàng Lân. Thế bảo Vũ Hoàng Lân không đối xử không tốt với lại anh, tại sao anh lại kết bạn tôi không? Cái vấn đề tôi với Vũ Hoàng Lân không có gì hết. Ông Vũ Hoàng Lân ông không thích tôi hay là tại vì lý do là ông sợ cộng đồng này, ông không dám gần tôi, thì cái chuyện là chuyện của họ. Nhưng mà không có nghĩa rằng như vậy mà tôi ghét Vũ Hoàng Lân, hoặc là tại vì ganh ăn tức ở mà tôi phải nói xấu Vũ Hoàng Lân này, cái hoàn toàn không có. Thành ra tôi có trả lời với cái người đó, bác Cường, bác có cái tính cách riêng của bác. Độc giả đây cũng đã từng gửi cho bác nữa, yêu cầu bác đừng nói chuyện với lại cái Linh Giang, với lại Ngô Kỷ này kia. Bảo tôi, anh phải ngăn cản bác Cường, không cho để nói chuyện với Ngô Kỷ. Cái đó là quyền tự do. Bác Cường nói trên đài phố Bonsa TV, nói chuyện trên bất cứ một cái đài nào, đó là quyền của bác Cường, chứ không phải là quyền của tôi. Tôi đâu có quyền. Những người ngồi trên này đều là khách mời hết. Và mọi người đây ngồi trên cái bàn này của KBC ngoài đều bình đẳng như nhau hết. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Vâng, xin phép chào tất cả quý khán giả. Dạ, xin chào quý khán giả.